Alo. Where are you? Đang ở chỗ thi bằng lái ông cậu Ben ơi. Thi bằng lái làm gì ấy? À, em thi bằng lái, ông cậu Ben có thi bằng lái chưa? Không biết lái đâu mà thi làm gì. Vậy thôi chứ ông cậu Ben đang đâu đây? Đang đi dạo phố. Trời, thế thì qua đây đi chung đi. Bây giờ mượn bao nhiêu tiền nè? Mượn khoảng 2.000 thôi. 2.000 trả 2.500. Cái gì vậy trời ơi, chú cháu mình lấy 2.500, 2.000 trả 2.050 đô. Xong bây giờ chuyển qua làm cho gia nhận lãi rồi chứ bán thuốc thì khó quá, nghèo quá. Ủa vậy còn cái túi sao rồi, có còn bán cho anh Michael Hoàng không? Cái túi chắc còn nhưng mà để xem anh Michael Hoàng mua bao nhiêu đã. Chưa, ông cậu Ben chưa nghiên cứu xong à? Chưa nghiên cứu xong. Thế thôi đi, sang đây chơi đi. 2.000 trả 2.500 nha. Thôi cũng được. Trả trước đi rồi cho mượn. Ý vậy? Tiền đó mà trả trước. Mượn tiền với hàng trả trước rồi chứ. Trời ơi. Ok, qua liền nha. Ok là. Đúng nhỉ? Sao đấy anh ơi? Em có biết là em vừa mới vượt đèn đỏ không? Ở kia là cái đèn đỏ, anh nhầm rồi đấy. Xe em không có phanh anh ạ. Anh đi đâu ấy? Lần này anh nha, đi... anh đang... Thay em lần này đó, anh đang vội. Đi. Sao? Hả? Con còn đưa tiền đi. Rồi khi nào trả cái giấy tờ đàng hoàng chứ. Giấy tờ gì mà? Trời ơi, cái này là chú cháu với nhau mà giấy tờ gì chú? Không được, phải ghi số nợ đàng hoàng. Rồi cho ông cô ghi số nợ đấy. Ông có Ben thi bằng lái chưa á? Ông có Ben chắc chưa bỏ đâu. Từ từ, ghi giấy nợ đã. Lê Thi Ngọc mượn nợ Uncle Ben. Ông có Ben 2k. Ông có Ben ơi. Hứa. Ông em Viêm Họng à? Sẽ trả. Rồi, ân của Ben động đất rồi. Bây giờ mấy động đất mình cướp tiền không mấy được không nhỉ? Mình đánh chết rồi đấy. Cái nợ rồi đó. Sao anh đọc là anh cầm tiền ấy nhá. Không, để anh đọc là Lê Thi Ngọc mượn ân của Ben 2.000, hứa sẽ trả 2.000 trong vòng 1 ngày. Ôi rồi. 2.500. 2.000 trả 2.000 một ngày à? Trả 2.500. Đấy, em đọc lại đi. Lê Thi Ngọc mượn nơ Uncle Ben 2k, hứa sẽ trả 2k năm trong vòng 1 ngày. Cái này chưa được rồi, cái này phải là trong vòng 1 ngày là từ mấy giờ đến mấy giờ? Tính đi, 1 ngày. Có làm thì mới có ăn. Không làm thì ăn ầu ui, ăn ức. Ê, ok nhá. Ông còn đọc đi. Gì đây? Chưa, chốt đơn. 10 ngày. Ông có 10 ngày phải sửa lại thành 3.000. Thôi mà. Ôm gì ở đây. Chốt điều. Rồi nha. Trong đơn này là trả cho anh GK nha. Đúng rồi, trả cho anh. Nào. Ai là không cô đọc lại đi. Không trả là mất xác hết nha. Mất xác hết.
không 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 ai cứu người đâu nha. Ok Uncle Ben. Phải cắt máu hết thế chứ. Vâng. À, ok. Ông Ben dạo này làm vay nặng lãi à? Ờ, vay kinh tế nhỉ? Ờ, cho vay nặng lãi cũng kiếm kiếm hết. Có thằng phụng qua học người ta không đòi được thôi. Ông có 1.900 là sao nhỉ? 1.999. Thì hôm qua đưa 1 đô còn gì, cộng lại đi. Ok, không biết rồi, cộng rồi, à. Rồi rồi, ok. Nhưng mau quên chứ nhỉ? Dạo này giới trẻ hay quên đó nhỉ? Thôi bà, cái gì đâu, người ta nhắc cho người ta hỏi hỏi thử thôi. Đi theo bằng lái ơi. Ôi, ok. Cháu có muốn đi theo bằng lái với lại chú không? Chú đi, chỉ cho. Ơi trời ơi, chú đậu mấy bằng rồi. Máy bay mà chú còn đậu, nó sẽ tăng các kiểu. Ê, quá vậy? Ờ. Hey yo, what's up bro? Hey yo. Yo, what's up? Come. Ai câu cá không quá nhờ? Câu. Đi câu cá không được. Câu cá kiếm tiền thì bằng lái chứ. Ờ, kiếm tiền đi, đừng lười biếng nữa. Có xe hết cả rồi. Rồi gửi tiền cái Gửi tiền cái. Ủa, cậu bé đi đâu đấy? Đi gửi tiền chứ đi đâu? Đi Châu ơi, ủa? Tài đâu? Anh Tài anh biến mất rồi. Fuck. Đi hẹn hò với Di chưa? Hẹn hò với ai? Nhi, ngày này. Chưa. Chưa à? Chưa tiến triển đến đâu à? Chả đến đâu. Dở quá, thế dở rồi. Đâu, rồi chú sao đây để cháu tư vấn cho nè. Ờ, chị Nhi hả? Chị Nhi nào? Chị Nhi chết sĩ. Cái gì cơ? Nhi chết sĩ. À, Nhi chết sĩ. Chết sĩ là chia sẻ hả? Ờ kìa. Chị Nhi chết sĩ là chị Nhi chia sẻ, là chị đó chị hay chia sẻ lắm đúng không? Dạ. Chị Nhi bao nhiêu tuổi rồi? Chị Nhi năm nay 21 tuổi. Wow. À đâu, 20 tuổi. Chú năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 31 tuổi. Đồ hùng rác ấy. Trời ơi, chú ơi, người ta công giáp rồi mà chú còn rồi chia sẻ người ta nữa. Mày lục lâu vậy? Chị Nhi có nói chuyện với chú chưa? Ủa quen rồi, chị còn tư vấn gì nữa? Đây. Mình tiến thêm một bước nữa được không? Chị sẽ kêu, ôi chị tiến thêm bước gì à chú? Chị từ chú cháu thì mình... Anh em. Ê, xong từ anh em thì ví dụ như hôm nào mà chị đó bảo là chị đó đói bụng á, thì mình bảo để anh sang nhà em, anh nấu cơm cho em ăn nhé. Xong rồi anh nấu dở ẹt luôn. Anh nấu dở ẹt, thế xong rồi anh coi cái thái độ. Ví dụ anh nấu dở ẹt mà người ta nói ngon á, là đêm nay được. Còn nếu như anh nấu dở ẹt mà người ta chán không được. Khoan, dừng khoảng 2 giây. Đêm nay được là đêm nay được cái gì? Đêm nay được là việc của chú chứ cháu có biết đâu. Được dân thôi, biết ý là được. Người ta đã được đâu bao giờ mà biết. Rồi thôi thì ví dụ nha, thì ví dụ như mà chị đó bảo ôi anh nấu ăn thật là ngon quá, thì kêu là ừ thế thì thôi anh nấu cơm xong rồi thì hai đứa mình cũng ngồi xem phim một tí rồi anh về. Nhất định phải nói câu anh về nha. Một tí thôi nhưng mà nhớ thích khai ký gì đâu. Không, một tí thôi, cái đấy người ta sẽ bảo coi kiếm cái phim gì đó 4 tiếng đồng hồ như Adventure á. Coi lại Adventure đây, 4 tiếng đồng hồ kia. Ôi, trẻ thế nhỉ, thời gian trôi nhanh thật. Đêm nay cũng khuya rồi, thôi để anh về nhá. Thì chị đó, nếu mà chị đó chủ động thôi, khuya rồi thì anh ở lại đây đi. Đó, chị còn như vậy nữa nè. Ây da, em mỏi chân quá. Ây da. Ví dụ lúc mà anh đi ra, anh mới vậy á. Where are you now? Still ở ngân hàng bro. Anh mang giày xong rồi. Thế nào chị cũng sẽ bị. Nếu như mà chị đi à, hai là sao? Gọi là ok, không đứng đây rồi, đi ra đây đi. Phá đám tê nhở. Anh đi ra cửa. Người ta đang nói chuyện vô duyên. Anh mang giày xong anh giữ cửa. Xong anh nhìn thẳng vào mặt. Xong anh đặt tay lên má. Vuốt tóc lên khỏi cái tai, bén tóc lên cái tai ấy. Ôi, em có điện thoại xin mẹ. Đặt
đặt tay lên núi đấy. Alo, anh đang ở đâu? Sao đây mình vòng qua eo ngay chỗ rút tiền hồi nãy á, chỗ rút tiền hồi nãy á. Sao mình lật người lại? Đúng rồi, đúng rồi. Sao mình nhấc bổng lên? Sao mình trở thành chó? Sao cái gì vậy ông Pin? Anh nãy giờ anh đi anh đi theo ông này thì chết. Bởi vậy ông á nghĩ sao nãy ông bữa đi. Bữa chở cháu đi mà còn về nhà làm nháy nữa mà kêu mắc ỉa sao dễ sợ. Làm nháy? Không biết là làm với bộ ổng, làm với bộ ổng. Ý là ổng về nhà ổng. Ổng đang chở cháu đi. Sao ông nhầm thôi chết. Anh mắc ỉa quá anh đi về nhà. Tự cái đi nhầm nhà chết cháu ơi. Cháu đóng vai trò gì trong này đấy? Cháu là đóng ở dưới chờ ổng chứ làm cái gì? Con chó chứ đồ cái tích sự vậy. Ý ổng là cái đồ mà với nhiên phụ, với nhiên phụ. Đúng rồi. Người ta có cái câu gì anh Tài? Vì lòng đổ bát canh chua, anh em xương máu còn thua cái gì? Còn thua cái lòng. Thua cái gan. Thôi đi câu cá đi. Đi. Nhớ nha, tối nay để hành động luôn, trời sắp tối rồi. Rồi đến đấy, tối nay, tối nay nhớ cho chú là chỉ đi về thôi. 4 giờ chiều ơi, 4 giờ chiều. Đăng Twitter đi, đăng Twitter đi. Đăng Twitter coi có hồi âm không? Điện việc riêng tư để đăng Twitter. Vậy phát mà bên mày có hai cái câu ta một cái phát đây. Nhìn để nói chuyện người lớn. Chú nhớ nha, là phải đi về, nhất định là phải đi về đó chứ không có được ở lại đêm nay. Đi về thì người ta mới thèm thuồng. Bước đầu gọi điện mà không nghe thì sao? Thôi dẹp mẹ nó đi chứ muốn gì nữa. Rủ Netflix and chill luôn. Netflix and chill à? Ok. Đúng rồi, Netflix and chill. Dạ. Nhưng mà đéo nghe máy thôi. Địt mẹ mày. Bảo sao hôm nay trời đổ mưa. Nói ra hôm nay là ngày buồn. Đăng Twitter ra đẹp mà. Hỏi em đang ở đâu? Đâu là cái gì? Toát thôi. Để đi mua cần câu được không? Đăng toát nè. Mua cần câu ở đâu anh? Cần câu đây, chú ơi đi câu trước đây. Thái có muốn mua hàng của Uncle Ben không ấy nhờ? Hàng gì nhỉ? Hàng này chơi vào có được Netflix and chill không? Có chill lắm. Uầy, chill có à, thể chill là à. Uầy, cái này mà gia tăng sự khoái cảm đâu. Đấy 50 đô một điếu nhá. Điếu gì đấy? Thảo dược Thảo dược à? Chị đau nhức. Nâng cao sức khỏe. Nâng cao sức khỏe. Gia tăng sự hung hãn. Được, thế cho thử hai điếu đi. Hai điếu á, 100 đô nhá. Được. Về nhà lấy đã. Hàng ngon là ủng hộ dài dài nha. Ngon mà. Sao có muốn chở tới gặp người thương không? Đã được thương đâu mà người thương. Đã được thương đâu à. Thì mình thương. Người ta không thương mình thì mình thương người ta. Ôi giời. Cho đi mà không nhận lại, cho đi là cái gì? How about cloud? Yeah. Cloud? Yeah. About who is cloud? May. No, I don't quen may. No. What the fuck? Ui dồi ôi. Ôi ôi, thằng này có biết lái xe không đây? Mẹ. Xe trường quá. How about Elisa? No. Elisa? Yeah. Elisa who? Who is Elisa? Lập lên, ok. Wow. So fresh. Yeah. Hạt tươi đây, mới cuốn. Inbox me số tài khoản. 199. Oh. It's good, it's good. Cây thông cháy. Đây it's là good. Bỏ cây thông à? No, ôi, man. Cây thông cháy nhỉ? Cái này là cây cuốn á, cây cuốn là làm từ vỏ cây thông you know. Yeah. Hàng là gọi là hàng loại S+. Yeah. S à. Yeah. I like your car. 199. Dạ, 199. 1K. Yeah.
Yeah, my check, my check. What the fuck? Thiếu một đô. Ủa, lũ mày. Xem nó bay, vừa thấy cái tờ nó bay bay kìa. My check đi. Nhặt đi. Nhặt, đừng để tiền rơi. Mẹ có số điện thoại anh Danh không nhỉ? Bắt cóc Lê Thiên Ngọc tống tiền cái. I'm so high, man. Ok, you good. I'm good. Ê. Ok, let's muốn, go. Muốn kiếm được nhiều tiền không? Nhiều tiền. Để bắt cóc đi. Thôi rồi, no. Đó, nghe thì từ bắt cóc, nghe thì kiếm được chưa? Ô, bảo. Ê, thời tiết này chắc Nhi cô đơn lắm, gọi Nhi đi. Người ta đã không nghe rồi, cố chấp thế nhở? Ờ kìa, cái quan trọng á là mình phải lì cái đã, hiểu không? Vâng, để thì lì luôn. Mình lì thì người ta kiểu bất lực ấy, người ta kiểu chấp nhận mình luôn ấy. Đấy. Nhưng mà người ta lì hơn thì sao? Đẹp trai không bằng trai mặt, you know? Người ta lì hơn thì sao? Sao lì hơn được, có gái dễ sủi lòng đó. Gọi đến giờ gọi hai lần là không nghe rồi đấy. Ở đây à? Đây để tao bày mày một kế hoạch nhá. Ví dụ sau này tao với mày nghỉ một bữa kịch đi. Mày hẹn Nhi ra một chỗ điểm nào đó, xong tao cướp Nhi. Xong mày giả bộ mày là người hùng, mày đấm tao chết. Đấy, thế là mà hai người hạnh phúc với nhau, happy ending, đúng không? Nhưng mà người ta thì ta sẽ chỉ là cảm ơn anh, em sẽ coi anh như một anh trai tốt. Sao mày cứ bị tiêu cực thế giờ? Mày phải nghĩ thoáng mình lên chứ. Mình phải tính đến những trường hợp đấy chứ. Đó là chỉ là những trường hợp để mà phụ thôi, để mà hiếm hoi thôi, mày hiểu không? Tao nói rồi, con gái dễ nhủi lòng lắm, you know? Người ta là phụ nữ rồi thì sao? Nhà đẻ hai mớ con thì sao? Sao mà mình biết được? Có những người 40-50 tuổi vẫn trông những gái 18. Ai? Mới quen rồi mới biết tên rồi biết số rồi đã biết gì về người ta đâu. Ai mày thử đây, có bao nhiêu mày thử hết đấy không? Lỡ có được người yêu sao? Mày mày cũng xinh nè. Chưa gặp mày bao giờ. Bao giờ gặp mày hẹn à? Buổi cà phê đấy. Ơ, thế là đẹp mà phí. Dạ, tao ôm tao gặp buổi cà phê đấy. Tao ôm mày chán rồi. Và ai cả biểu. Mày ôm thôi thì có làm gì khác chưa? Hay mới ôm thôi. Ôm thôi. À thế thì được, thế vẫn xẻ được. Xẻ gì? Sầu riêng à? Đi ba sầu riêng sao mà xẻ? Chia sẻ. À chia sẻ à? Chia sẻ tình cảm á. Đúng. Bây hình như nghe nói mày sắp cưới rồi mẹ ơi. Mãi biểu thế thôi, ông xẻ một mình nè. Ngồi đấy. Thì mẹ hồ này hình như hết cá rồi sao ấy chờ. Alo. Bạn không câu được gì nữa giờ mấy phát rồi đó. Lại bạn không câu được gì kìa. Ôi trời ơi, điệp mà chạy chậm thôi. Điệp mà chạy nhanh vai ca biu. Lại bạn không câu được gì. Bơi buồn cười là khách mập bé luôn. Hay là đi tập gym lại nhờ.
Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đủ mẹ. Where are you? Sao quý khách vừa gọi đang ở dưới nước, không thể bắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại. Thế thôi nha. Ok. Where are you? Gì đây? Chị đuôi à? Lời đợi tao tới. Tao tới liền. Đợi tao. Đâu vậy? Ai nhở? Ê vô, Uncle Ben. What the fuck? Thời trang để bèn phát thời tiết à? Tao xem nào, xem nào. Xem bóc không nào? Ôi trời. Này, nhìn đây xa. Trông quê mùa đó nhờ. Trông không có fashion gì cả. Rồi xong, đậu má. Cháu thi của tôi đậu má theo chân anh Phát rồi. Dùng miệng chết chóc. Vùng biển chết chóc. Đi luôn à, đi coi khổ quá luôn. Vùng biển này nguy hiểm quá. Cháu ơi, cháu mua cỏ không? Không, cháu mua cỏ làm chi đâu. Tài kia mua cỏ của anh không Tài? Không anh ơi, em mua lốc bích thì mua. Bị bom à? Không phải bị bơm, nhưng mà anh kia hình như là đang cứ... Nào, tránh xa khỏi xe chú, để chú đơm đấy. Xem. Ai chị cháu ăn mặc quê mùa vậy? Trời ơi. Cái này mà quê mùa. Ông cổ lũ sĩ à? Nói gì bao nhiêu là còn kêu quê mùa. Nhìn đi, hip hop chưa? Đúng. Trời ơi. Phải như này chứ. Yo. Đấy. Ai chứ chú già ơi, chú lớn tuổi rồi chú. Let's go. Ấy, làm cái gì đấy? Mất cái này. Làm cái gì đấy? Mất nết này rồi, thằng kia. Mất kính rồi. Ôi cảm ơn Winner, cảm ơn em. Chú cứ như thế thì làm sao mà chị kia chị ấy để ý được. Lại bỏ. Chú có tiền. Uncle Ben vừa mới móc cái điện thoại ra từ đâu đấy? Từ quần chứ từ đâu? Uncle Ben từ góc nhìn của cháu móc cái chỗ nó kỳ nha. Từ để nó gọi chùm đã. Mình nhanh là cái kính coi. Ok em. Long time no see. Đây ở nhà. Giờ này làm ăn được không anh? Cũng sao tự nhiên hôm nay nó lại thành ra nó lại ít chút. Anh cần gì không nhờ? Anh cần gì không nhờ? Đây bị em có gì? Chờ em có thảo dược nè, nhẫn nè, đồng chú... hồ nè, thân hả? Súng nè, băng đạn nè. Ok nhá. Thằng súng băng đạn như vậy. Hàng hiếm nha. Có túi nhựa không? Có túi nhựa luôn. Thì đặt lại cho anh mớ túi nhựa đi. Anh có cần hàng tươi không? Bên em khỏi bao nhiêu cái? Cái gì cái cơ? Anh hỏi bên em có. Bên em có khỏi bao nhiêu cái túi này nhựa? Bị mất nữa rồi. Tầm 30. Bay mấy? Rồi gom hết cho anh nha. Giá nhiều vậy? Giá 60 cái anh ơi. Dữ vậy bậy.
giá thị trường lên rồi anh ơi, dạo này làm ăn được lắm. Ấy bình thường tôi có 442 à. 442 hả? 442 thì 45 đi. Rồi ok, 45 thì giao dịch hết cho anh, cái đống đó còn chơi 45 thì khỏi nha, hủy giao dịch nha. Ok 45 nha. Ôi anh có lấy cái kia không nhỉ? Chưa em, cái kia chưa kiếm được mối bán em ơi. Thế hả? Em vừa tình trước ở đây nè. Tôi nhựa qua làm gì để làm gì? Rồi, giao dịch luôn đi, chạy xuống với gara gì? Alo? Thôi xong. Điện con mà sập nguồn rồi. Sao đó anh chạy? Sao đây? Chết cướp ăn gạt à? Trời ơi, anh cảnh sát nói chuyện bậy vậy? Cảnh sát ơi! Giận quá mà. Sao vậy? Làm giận anh. Ôi anh cái chưa thề, em không tiếp xúc với cảnh sát nữa. Để mà bắt anh trong đồ khai đó giờ. Làm ồn thôi, xin lỗi được chưa? Xin lỗi còn được chưa nữa, em không chấp nhận. Vậy xin lỗi, lại đây. Làm gì? Ra đây. Làm gì? Xin lỗi đi. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Ok, chiều mới. Ok, xin lỗi nha. Xin lỗi, chấp nhận nha. Vô gặp mày. Là mày làm bác sĩ à? Mày bén lắm bén. Đi nhanh lên đi. Mày ơi. Mày đâu rồi? Mày có thấy mày đâu không Phát? Ai biết đang gặp mặt bao giờ đâu không biết. Hình như mày đang thay đồ hay sao mày ơi? Mày ơi! Trong đây! Hello. Hello bạn. Ôi trời ơi! Who are you? Hey baby. Hello. Mình biết gì được cho bạn không? Bạn có thể giúp con tim mình vui trở lại không? Cái đó thì bên mình có các bạn nhân viên nam ấy, có thể giúp con tim mình vui trở lại đấy. Nhưng cái này chỉ có nhân viên nữ mới làm được không? Không, bên mình có các dịch vụ massage đấm bóp từ A đến Á. Ok, quay đấm méo hết cả mồm bên này, đấm chì cả mặt không, bên này. Không, ở kia massage tẩm thuốc các kiểu. Sao kiểu massage đấm bóp? Đấm bóp. Tưởng đấm bóp thì thôi. Mình bàn phép hỏi là bạn tên gì? Mình tên Kimochi nha. Kimochi? Bạn là người Nhật Bản à? Không, mình là người Việt mà. Sao tên bạn Nhật Bản thế? Ba mẹ mình đặt tên vậy. Quầy, thế là mình là Yamate. Bạn là bác sĩ à? Đúng là bạn mình là giám đốc. Quầy, chức to dữ vậy. Ơi, phải phải. Giám đốc quầy, cho mình làm anh luôn, mình xin số luôn này. Ôi, tính nhanh đấy. Mình chia sẻ danh bạc này, đâu vậy? Tôi nghĩ là mình có thể làm bạn thân được đấy. Mày muốn làm giám đốc ở đây à? Làm bạn thân giám đốc. Làm quen ôm cái này. Thôi từ từ. Giám đốc ơi. Quỳ giám đốc bệnh viện á. Giả man thật. Mình tên là Chú Minh. Bạn em cho mình hỏi May hôm nay có làm việc không nhỉ? May hả? Hôm nay mày nghỉ nha, hôm nay mày xin nghỉ phép. Tiếc thế nhở?
Sau vì gia đình á, mẹ suy nghĩ phép. Ồ. Thì đây sao để mẹ đứng gần đấy. Ơ gà, làm gì đây? Gà gật 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 ngủ gật gật. Không được à? Thơm quá à, thơm quá à? Xin lỗi. Cứ tưởng gối ôm, cứ tưởng gối ở nhà. Trong bệnh viện mình có nhiều giường lắm, nếu là bạn thích thì mình có thể cho thuê đâu đó khoảng 200 đồng một giờ thôi. Thuê giường á? Ờ, mình cho thuê giường 200 đồng một giờ thôi. À, thuê giường, em tưởng thuê giường để ăn. Thuê giường chứ ở bệnh viện lấy đâu giường. Đây này, tưởng có mấy cái hoa quả, tưởng thuê giường. Thuê luôn giám đốc, khoan. Ủa, giám đốc cao đấy. Đó. Giám đốc cao mét bao nhiêu đấy? Giám đốc cao mét bao nhiêu đấy? Tại vì mình mang giày cao gót ấy, cũng đông nên nó. Em 1m8 rồi đấy mà giám đốc còn cao hơn em 1 đầu. Giám đốc 2m à? Không, bởi vì đôi giày của mình thích. Thôi rồi. Đó, em nghiên cứu được rồi. Đôi giày mà sao bạn đi vào góc thế kia? Cô em nói vòng rộng, Ok. Đây. Cái gì đây? Cái gì? Không, cái này cái ôm chào mến. Chào, cái này là chào thôi. Không, mày là người thường Việt, mình không có ôm ấp tung tung. À thế à, thế à. Mình sống ở LA từ bé nên là mình tình cảm lắm. LA ở đâu? Long An hả? LA Long An à? Hai, đi đâu đây? Vô có cái gì còn dư không? Ok bạn. Bác sĩ tên Kimochi thật à? Bác sĩ cứ đùa hoài là có người Việt nói tên Kimochi. Bác sĩ nói tên thật đi bác sĩ. Hey, mình chia sẻ với bạn ở đây. Bạn bấm lên đây là bạn thấy tên mình thôi. À, ok à. Đây là Mochiki. Chứ đâu phải là Kimochi. Ok. Em biết họ mà. Ok, bác sĩ tên Kimochi thật là mỗi lần gọi là hơi khó bác sĩ ạ. Em gọi là không, chi bạn chỉ cần gọi mình là cái thôi, không cần gọi là chi. Chi nghe giống tên không gì lắm, gọi là chi đi. Nhưng mà khi của mình hai chữ y cơ mà, có phải mình khi đâu. À thế giờ gọi là chi hai y nhá. Bạn thích gọi sao cũng được. Ok, tên bác sĩ bảo em gọi sao cũng được, thì em gọi bác sĩ là vợ nhá. Không bạn ơi. Thế thế đấy, hỏi thì bác sĩ thì kêu gọi như nào cũng được. Hai y không thì gì. Thì bạn có thể gọi là mình là chi. Ở đấy. Chứ không lẽ giờ mình bảo bạn tên mình là mẹ, chẳng lẽ bạn lại gọi mình là mẹ không? Hôn gió, hôn gió, hôn gió. Thôi bác sĩ ạ. Đây hôn nhầm người rồi. Bạn à, ồ, ý bạn là bạn này phải hôn gió bạn đúng không? Không, ông kia BD ở đây. Tôi chỉ thích con gái thôi. A la vô chùm chìa khóa mẹ. Không mà bạn ơi, bên mình có cái dịch vụ massage tận thuốc từ ai có thể bản thân mình cộng đấy. Không phải giám đốc bác sĩ massage cơ. Em chỉ quản ba. Chỉ làm quản lý thôi, mình chỉ quản lý nhân viên là quản lý rồi à? Nhân sự thôi chứ mình không có thực hiện trực tiếp. Em chỉ thích bác sĩ nữ tầm quất massage thôi. Đúng rồi, tôi cần may, chúng ta cần may. Nhưng mà mày hôm nay nghỉ phép rồi, với lại là mày bây giờ là chỉ hướng dẫn thôi chứ còn mày không thực hiện nữa đâu. Các bác sĩ bác sĩ bên bác sĩ còn tuyển bác sĩ không? Bác sĩ bên mình thì hiện tại là không tuyển nhé. Không tuyển à? Khi nào có tuyển thì tụi mình sẽ thông báo ấy. Khi nào tuyển chồng thì để em nộp CV nhé. À, các bác sĩ này bên mình có tuyển chồng ấy. À, không. Bác sĩ trưởng chứ em bác sĩ nam. Mày đặt phép đấy, đấy. Lúc này có 3 người mà. Kêu hỏi bác sĩ nam. Ờ. Thôi thôi để mình off duty nhé, một chút. Ok, off duty đi chơi với mình nhá. Thôi, mình đã chụp bệnh viện rồi. Ok, đấy nào, đi ra đi. Đấy, bọn anh đã lại tâm sự em đã buồn nhé. Bệnh viện này cũng bị có ma đấy. Ừ, em sợ bác sĩ bị bắt cóc lắm. Thì nhiều người chết quá, đừng nghe có ma. Nhờ.
Đúng, rất nhiều ca tử vong ở đây. Đúng. Riêng chiều hôm trước em đã thấy một vụ nổ xe ở cây xăng chết 4 người rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Báo đăng mà, bác sĩ có đọc không? Báo đăng rầm rộ, bác sĩ không biết à? Cả thành phố hoảng loạn luôn, nổ cây xăng to nhất. Bên phải có cái mục nhỏ nhỏ là tìm người yêu của cảnh sát Lê Khôi đúng không? Đâu nhỉ, không thấy, không thấy. Có mà, nhớ mà, nhớ có mà. Có thể bác sĩ nay phải trực à? Nay cuối tuần mà bác sĩ vẫn phải trực à? Đúng rồi, thì lúc nào mình cũng phải trực chứ. Bác sĩ vừa bảo ập đúng tim mà. Ê! Ơ kia à? Gì? Vẫn sở móa cái gì? À. Phải, phải. Mày tát lại đi. Không. Ta đài, ta đài. Tát tao, tát tao. Đã. Ai à? Kìa, hai bạn sẽ đánh nhau trên mặt biển này. Tát tao đi. Con ruồi đậu, có con ruồi đậu trên má, con ruồi đậu trên má. Ok, có người chết, có người chết bác sĩ ơi. Rồi, anh này mới đi ăn tiết canh về sao, đỏ thế. Ôi ôi. Ôi. Nặng lắm, nặng lắm. Ra ngài cứu đây, ngài cứu đây. Anh ơi, anh này bị gì anh ơi? Bị tông xe liên hoàn, bị lắp chiếc xe cán lên. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thế còn gì là người nữa. Thế thì vứt ở đây, vứt vứt vứt, đem 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 đem. Cho xong chết mở. Ờ, đối diện đây. Đối diện có cái nó là bác sĩ mà nó còn không cứu được bản thân nó thì ai cứu nó nữa. Ơ, anh bác sĩ à? Anh này bác sĩ à? Mọi người có thể ủng hộ cho nhân viên của mình mỗi người một nải chuối được không ạ? À không, người thì nải chuối, người thì trái cam. Mình sẽ ủng hộ thêm vài nén nhang. Chúc cho em mình sớm siêu thoát. À, phát phát phát. Đốt nó điếu đi phát. Một điếu, một điếu, nhớ không nhớ? Một điếu cho anh em người cùng sinh vật cô ra tử. Đấy. Một điếu cho chồng mày. Đấy, cho nó một điếu đi, cho nó một điếu đi. Bảo xuống cúng một bạn. Ok, mình phải châm đã không điếu kia cơ mà. Hút cái gì ngon vậy? Ba số bác sĩ ơi, ở nhà cảnh sát ơi. Cảnh sát hút đâu? Cái kia nó mới ý nghĩa chứ mày. Kia là cái gì? Không có cái kia ở đây nhá. Vơ vẩn ra để thổi vào mồm này. Nha. Ghê quá. Uầy, đi mà chắc là ông đó uống nước bọt mày hay nhiều quá nhờ. Mình thắp hương mà. Trời ơi, cái xét đi rồi, cái xét đi rồi, cho nó một điếu đi. Tỉnh lên đấy. Tỉnh ra, tỉnh ra, hết đi. Nghĩ chật chưa ra, chắc rồi. Ừ, tỉnh ra, chắc rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Anh cảnh sát ơi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Cái lồng gì vậy? Ai đây? Sao đây? Sao đây? Bên mập. Sao? Bên mập. Sao? Do you want to be a snake? What you mean, man? Bạn có muốn làm một con rắn không? How? Follow me, follow me. Ok. Let's go! Tao là rắn hổ mang chúa. Vô bệnh viện, bò vô bệnh viện, bò vô bệnh viện. Bò vô bệnh viện mà. Đây, bệnh viện đây. Ai ở thằng lùn nào đây? Tài à? Tao có thằng nào đâu? Thằng gì ấy? Đây này. Bọn tao là rắn. Bọn tao không biết nói. Đi đâu đây? Bệnh viện đường này cơ mà.
Anh ra đây. Sao? Cái này là anh làm chứ đéo ai làm hết trơn. Anh đừng có cười. Anh đừng có cười. Anh đến anh làm chứ đéo ai làm hết. Thề với anh luôn á, xem đậu ngay đây này. Này, mà nãy giờ chưa có ai ra vào mỗi anh thì ai làm? Anh cười cái gì? Anh cười cái gì? Anh đền bù nhanh giải quyết nhanh. Anh giải quyết nhanh đi. Cười trừ nha. Tôi không có liên quan. Đây nhá. Anh lớn rồi nhá. Anh là cảnh sát trưởng thành phố thì anh phải làm gương cho dân. Đúng không? Anh làm anh phải nhận. Đúng. Đúng không? Mình phải liêm khiết chính trực. Liêm khiết chính trực chứ. Đúng rồi. Mỗi anh làm thôi. Bây giờ mỗi anh làm. Đéo ai làm ngoài anh. Camera lắp ở đây ấy nhá. Nhanh đi, tôi nhanh không đi. Có liên quan gì đến cái này đó. Tôi chở bệnh nhân về, không có liên quan chỗ này đó. Ôi trời ơi, anh ơi, anh soi cái đèn hộ em cái dính xe là của ai cái? Anh dám soi không? Nhìn xe của tôi nè, thấy chưa? Không, với không. Bang, xà bang. Không, cái này là anh về sở anh lấy một chiếc khác hoàn toàn rồi. Hồi nãy anh tới, anh đưa bệnh nhân tới là chắc chắn là có vấn đề. Con này móp đầu mà. Đây nhá, theo định lực, theo định lực đẹp mạng Newton nhá. Đây, em diễn tả cho anh. Đây, thí dụ đúng không? Anh chở bệnh nhân về hướng kia đúng không? Thì anh quẹo phải. Hướng này. Thì anh đi vô đường này, đấy. Anh vô đường này xong, anh chạy. Chắc chắn anh tông vào đẹp mạng cái đèn xi nhan bên trái của em. Thì nó mới vỡ. Thì cái xe nó mới đánh lái qua phải. Đẹp mà đéo thế nào mà nhầm được. Đẹp mà anh chạy đi nào. Cái xe của em như nào anh không biết. Anh tới đây anh đã thấy như vậy rồi. Anh bây giờ anh có bồi thường không? Bây giờ anh tôi kiện anh ra tòa đấy chứ. Tôi không có liên quan. Sao lại không liên quan? Ơ kìa. Bây giờ anh một ca còn đi sửa xe anh nhỉ sát đây. Đưa một ca đi. Một ca đi là sao? Bây giờ anh làm cái chịu trách nhiệm chứ anh buồn cười nữa chứ. Thái độ làm, hơi gì đâu. Buồn cười đấy nhưng anh cũng cười thôi. Chắc anh tự nhiên kêu tôi đi ra đây. Tôi không liên quan đến cái vụ này hết. Sao không liên quan? Anh buồn cười quá. Nãy giờ ở bệnh viện chỉ có mỗi anh đi ra vào bãi đỗ xe. Đúng rồi, chỉ có mình anh thôi đấy. Bọn em ở đây nửa tiếng rồi. Em đứng em tán thôi. Lúc em tôi đi tới rồi. Là thấy cái xe này nó đã dậy thôi, rồi. Không anh, có liên quan tới tôi. Anh đừng điều. Ôi anh ơi. Thế anh điều tra cho em vụ này đi. Cái gì đây? Tôi không quen đâu. Bới người ta. Lại quen rồi. Kiểm tra dưới đây nè. Ủa mà bây giờ anh kiểm tra thì anh điệp mạng của anh thì anh nói không cũng thế. Đúng không Phát? Tôi đang điều tra. Điều tra anh ơi. Điệp mạng điều tra làm đéo gì, chỉ có vết xe của anh ở bệnh viện thôi, làm gì có ai. Từ từ, tôi đang điều tra. Ai đây không phải là đường. Không có liên quan đến xe của tôi nha. Thôi tôi nói vấn đề cho nhanh này. Sau này mà họp thành phố là anh có 2 phiếu trừ rồi đó. Anh liệu hồn. 3 phiếu. Anh để tôi nói. Thôi mọi đứa biết tại nha. Sao chúng tôi đến bệnh viện đâu mà xe nào thì có đó trả chứ mỗi đứa 5 lít là như thế nào? Mỗi đứa 5 lít. Kìa có một xe cơ mà. Thì xe mà. Tôi ra đòi 5 lít, bắt nói anh cảnh sát đây. Đằng này đâu ra đòi 5 lít đây. Đằng này đi xe máy đổi mũ bảo hiểm đây, còn đòi 5 lít. Em bỏ phiếu cho anh mà. Anh nào? Bây giờ ấy, tiền xe thì không biết là ai làm cả hiểu không? Nên là cứ lấy 5 lít tiền bỏ phiếu đã. Còn tiền xe đền bù sau. Đằng này đâu ra mày ơi. Ôi giời ơi, bớt mỡn. Có nó xâm đâm bên Lào. Sao anh khóc gì? Sao anh kém thế? Bây giờ anh đòi tiền bỏ phiếu ra xong đòi tiền xe sao? Bị ma bắt mẹ đi rồi. Tại mày cái điệp mẹ. Tại mày. Làm nhảm tại mày. Đi, điệp ơi. Vô chơi với chi đi. Đáng.